Hôm nay gia đình Khanh có một chuyến đi Nhật vào mùa xuân, gọi là Spring Break. Do hai đứa nhỏ chỉ được nghỉ một tuần nên tụi Khanh cũng chỉ vi vu đúng một tuần thôi. Hãng máy bay mình chọn là Hawaiian và chỉ bút vé trước vài giờ vì một sự cố xảy ra và phải hủy toàn bộ 4 vé trước đó. Cái hãng này mình thấy rất ok, đồ ăn cũng được và họ tặng cho mỗi người một túi quà làm kỷ niệm. Tụi mình tới phi trường được hướng dẫn làm một số thủ tục nhập cảnh nhưng mà tương đối nhanh. Mới 6 rưỡi thôi. 6 rưỡi rồi, trời tối thui rồi. Không biết không khí ngoài có lạnh không hả? Từ lúc mà mình xuống máy bay đi đến cái chỗ mà nhập cảnh cũng khá là xa, đi bộ khá dài đó. Tụi mình đang đứng xếp hàng đợi taxi để về khách sạn. Ở đây không có xô bồ như là những nước khác, rất là trật tự. Bay dài mệt mà đứng mỏi cả chân luôn á. Do mình đi lần đầu nên không có biết là có thể đi bằng xe bus hay là những phương tiện khác. Phương tiện giao thông cá nhân của bên Nhật có rất là ít và người Nhật chủ yếu là sử dụng tàu điện ngầm, xe bus hoặc là xe đạp, cũng lắm là đi bộ. Cho nên cái đường phố ở bên Nhật khá là vắng và người Nhật họ không có rành tiếng Anh lắm nên khi mà mình giao tiếp cũng hơi khó khăn. À, bên đây một điều đặc biệt nữa là họ lái xe bên tay trái nha. Không phải là bên tay phải mà là bên tay trái, giống ở bên Anh chứ không có giống ở bên Mỹ. Đường phố ở bên Nhật khá là nhỏ nhưng mà bù lại thì rất là sạch sẽ nha. Người Nhật á, họ rất là lịch sự, khi mà mình hỏi cái gì á, họ chỉ dẫn rất là tận tình, họ chỉ đến tận nơi luôn á, chứ không phải là chỉ qua loa đâu. Tụi Khanh book cái khách sạn có tên là Richmond Premium 200 một đêm tại Tokyo. Ở đây nằm trong cái khu dân cư này, họ không có chạy xe vô được nên tụi mình phải kéo vali đi vô trong. Mà cái khu này rất là vui luôn á, rất là nhiều hàng quán và khu shopping nữa. Gần đây thì có một cái chùa rất là lớn mà ngày hôm sau tụi Khanh mới phát hiện ra luôn á. Ở đây có tới hai cái khách sạn tên là Richmond luôn, một cái là hotel còn một cái là premium. Thì tụi mình book ngay cái premium mình nhưng mà lại vô lộn cái hotel, thì họ sẽ chỉ mình qua bên kia đi tới lầu 5 mới có lận. Tới phòng này nè, phòng ở đây thì cũng khá là nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi luôn á. Mình có dép đi trong phòng nữa nên tụi Khanh sợ trước rồi nên không có đem theo dép, đỡ phải xách nặng. Có hai cái full size bed nằm cũng thoải mái cho hai người. Dưới quầy tiếp tân họ để mặt nạ dưỡng da rồi mình tự động mà lấy thôi. Phòng nhỏ nhỏ vậy chứ mà không có thiếu thứ gì luôn á, bông quấy tai nè, kem đánh răng rồi nước súc miệng bằng chải lược, đủ thứ hết á. Cái toilet này nó tự động rửa cho mình giống như ở nhà vậy đó. Và có nước chảy róc rách nữa, tiếng chim hót nữa, trời ơi, nó phê. Chỗ tắm thì họ có luôn dầu xả, dầu gội, dầu tắm luôn, mình không có cần mang theo nha. Tủ lạnh thì không có đồ ăn gì hết trơn á, nhưng mà họ cho hai chai nước suối mỗi ngày. Trong phòng có sẵn quần áo cho thay, biết chị khỏi đem đồ. Không biết vừa không mặc giường. Còn đây là heater, quạt heater gì đó. Clean air, humid fine. Could we have it? This rồi quạt luôn nè. Đèn nữa nè. Temperature luôn. Là luôn. Không, em biết trước rồi nên em đâu có mang dép đâu, có sẵn dép đi. Hình như cái chân anh hơi to so với cái dép anh. Quà khách sạn cho con nít cái bàn chải, trời ơi, bàn chải này sao cái đầu nhỏ xíu mini quá vậy. Đánh gì ta, đánh răng hay đánh gì, cái này dành cho baby luôn á. Trời, con mình nó hơi già. Con này để làm gì ha, để chà người ha. Để chà, bằng chà. Để chà. Chắc ngâm vô nước nó phồng ra đó. Con này là đôi dép cưng quá hả? Dép hình con gấu. Nhật nó làm gì cũng chút xíu dễ thương. Mỗi đứa được một phần hả? Cũng giống nhau à. Tối nay ăn tối ở Tokyo. Gọi cái món này nó là lemon cream gì á. Cream soda. Cream soda. Không biết ngon không? Có cục kem nữa. Hai đứa nó đang giành. Thì nó đông đá mà. Bạn coi chừng gãy cái răng luôn.
đi xe nha. Hai đứa nó đói lắm mình kìa. Mặt nó kìa. Còn năng nữa rồi. Trời ơi, nó lên ăn kìa. Lấy cái nửa con lông nó vô miệng. Làm giống như bay nè. Nó lên ăn gì. Ngon quá à. Thì giờ nó ngon thiệt á. Ăn đi. Em nghĩ sao vậy? Đâu có phải cái đũa. Món này là món mì xào chim chép hải sản. Mì xào hải sản. Sau khi nhà ăn hết cái pizza, bây giờ ăn qua tới những món chính. Mấy đứa đói bụng quá. Mỗi món ăn là họ sẽ cho mình nguyên cái dĩa nhỏ. Giống như là mì xào. Mấy cái đó em ăn thì nó không có lột đâu. Món thịt bò. Thịt bò này, thịt bò tái. Rồi kìa, hai cha con ăn ngon lành luôn. Cánh cuối không nhìn lên trời luôn. Đó. Ngon không con?